Những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi trong rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang đang bị tàn phá. Đây là những khúc gỗ nghiến lâm tặc bỏ lại trong rừng đặc dụng Cham Chu, khu vực thôn Lăng Đáng, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Một cây nghiến có khối lượng lớn như vậy có trên dưới ngàn năm tuổi. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng đồng hồ, lâm tặc dùng cưa máy có thể đốn hạ những cây cổ thụ như thế này. Trong bán kính khoảng 200 mét quanh khu vực, có 3 cây nghiến cổ thụ bị chặt hạ. Điều đáng nói, khu vực này nằm ngay sát khu canh tác cam của người dân trong vùng. Việc mang cưa máy để đốn hạ cây cổ thụ là một việc liều lĩnh vì rất dễ bị phát hiện. Theo người dân, gỗ nghiến rất cứng, làm được nhiều đồ vật có giá trị như thớt, khuôn cửa, làm nhà, bàn ghế, cho đến cả những đồ phong thủy, trang trí. Lâm tặc không xẻ hộp gỗ lớn mà cắt thành từng hộp, từng khúc nhỏ cõng ra khỏi rừng tiêu thụ. Thủ đoạn mới của những kẻ phá rừng là hạ đổ cây trong rừng rồi bỏ lại. Một thời gian sau, gỗ đã khô, nhẹ hơn thì vào xẻ thành khúc nhỏ, mang đi. Những cây gỗ quý, lâm tặc để cho một vỏ bên ngoài, chất lượng phần lõi bên trong không hề bị ảnh hưởng. Sau đó lâm tặc sẽ vào xẻ gỗ. Cơ quan chức năng rất khó xử lý hành vi phá rừng trái pháp luật mà chỉ xử lý hành vi vận chuyển gỗ trái pháp luật. Theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm rừng đặc dụng Cham Chu, năm 2020 có 2 vụ phá rừng trái pháp luật bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, số lượng tang vật bị thu hồi là gỗ quý hiếm, chỉ vỏn vẹn 0,49 mét khối, thấp hơn rất nhiều so với số lượng gỗ của một cây nghiến cổ thụ bị đốn hạ.